Đây nha mấy bạn, đây là bà ngoại nha. Bà ngoại làm món tôm chiên bột rất là ngon nha. Ngoại làm món này rất là ngon luôn, ăn với rau sống nha các bạn. Chúc mình ăn, mình quay cho các bạn coi nha. Tôm chiên bột. Ngoại tôi món này có bỏ đường không mẹ? Bỏ miếng, bỏ tí đường. Món này bỏ ít đường thôi nha các bạn nha. Bỏ nhiều quá khét hả mẹ? Món này bỏ nhiều quá khét. Nhiều quá khét. Tép mình là tép bạc non nha các bạn. Vô lấy cái để đũa cho ngoại coi vô. Tép bạc non. Đi đũa cho ngoại vậy. Món này ăn chung với rau sống chấm dẹp bánh đi. Má bà. Dẹp bánh đi con. Đây là cô bé siêu quậy của quán nha các bạn. Lấy cho quậy nhất quán luôn á. Quậy lắm. Chút mà má quậy quay cho các bạn coi quậy lắm luôn. Thịt gà nè, ổng nè, nóng nè. Móng thịt gà. Bỏ dầu sôi bỏ vô chiên nha các bạn, ngon lắm luôn á. Món này ngon nha các bạn nha. Ở mình cũng không phải gọi là quê gì, ở Mỹ Tho cũng không phải gọi là ở vùng sâu vùng xa gì nha, nhưng mà cũng rất thích là ăn mấy món dân dã nha, như cá trắng này kia kia nọ gì đó. Nói chung rất thích ăn mấy món đồng quê á. Không có thích mấy ăn mấy món mà hiện đại. Rồi lấy cái dĩa sẵn luôn nha, đừng lát bà ngoại đấy đi. Bạn nào mà yêu thích những cái món đó thì đăng ký kênh thôi nha. Mình sẽ quay những cái món dân dã đồng quê cho các bạn coi nha. Nó cũng lẹ ghê ha mẹ ha, mới giá vàng rồi. Chiên dầu là ít hay nhiều? Thêm nữa không? Thêm dầu nữa mới được. Lấy miếng dầu nữa dần. Lấy cái bịch dầu đây chơi cho ngoại chế vô miếng dần. Bịch dầu. Con mèo ấy ăn, con mèo chết mẹ. Tôm chiên bọt các bạn nha, đây nè. Quậy mình quậy đặc đặc kìa nè nha, mình chiên nó mới ngon nha. Quậy lỏng quá chiên nó không được giòn. Mình quay cận cảnh cho dầu sôi cho bạn coi, rất là ngon nha, rất là thơm luôn. Bà ngoại phụ trách món này rất là đảm đang luôn, chuyên môn chuyên môn chiên tôm chiên bột nha. Hôm nào các bạn cứ đăng ký kênh mình đi, hôm nào mình đi chợ mình sẽ quay cho các bạn cái chợ ở quê hương mình nha. Ơi nha các bạn nha, đây là mẹ thiếu dầu, mẹ thêm dầu vô nha. Chút thành phẩm mình sẽ cho các bạn xem sao nha. Rồi bye bye các bạn nha. Đây là món tôm chiên bột nha, do bà ngoại làm nha, rất là ngon luôn á. Bye bye.